Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh HTV9, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Điền Quân Group thực hiện. Ngay sau đây sẽ là một số nội dung nổi bật có trong chương trình tuần này. Cơ hội xuất khẩu thực phẩm, đồ uống và thiết bị y tế sang Hoa Kỳ và những yêu cầu với hàng nhập khẩu. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến mãi tập trung dịp cuối năm thúc đẩy tiêu dùng mua sắm. Những dấu ấn của chặng đường hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Thưa quý vị, Cục Xúc Tiến Thương mại nhận định các doanh nghiệp cần có hướng đầu tư sản xuất bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường xuất khẩu chính. Để từ đó, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận khách hàng quốc tế, gia tăng xuất khẩu và phát triển thương hiệu toàn cầu. Đó là nội dung mà Câu chuyện kinh doanh ghi nhận được trong chương trình do Bộ Công Thương, Cục Xúc Tiến Thương mại tổ chức vào cuối tuần qua. Tại hội thảo trực tuyến, cơ hội xuất khẩu thực phẩm, đồ uống và thiết bị y tế sang Hoa Kỳ và những yêu cầu của cơ quan quản lý thực phẩm dược phẩm FDA đối với hàng nhập khẩu, đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho biết trong thời gian xảy ra dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, lưu thông và tiêu thụ cũng như xuất khẩu trong nước. Song các mặt hàng của Việt Nam còn vướng phải các yêu cầu khắt khe của thị trường do các doanh nghiệp chưa tiếp cận toàn diện cũng như chưa hiểu biết cặn kẽ về những quy định cập nhật về an toàn thực phẩm, dược phẩm khi xuất khẩu. Mặc dù vậy, cũng có một số doanh nghiệp đã kịp thời nắm bắt được cơ hội xuất khẩu của các sản phẩm về vật tư y tế, đồ bảo hộ cá nhân cũng như dược phẩm sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để xuất khẩu sang thị trường này thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn cũng như quy định phức tạp. Là thứ nhất, doanh nghiệp cần phải đăng ký số FDA dành cho cơ sở sản xuất, chế biến và đóng gói lưu trữ sản phẩm. Thứ hai là doanh nghiệp phải tuân thủ quy định ghi nhãn mới của FDA. Và cái cuối cùng nhưng rất quan trọng đó, mình phải tuân thủ theo quy định FSMA của FDA, nghĩa là cái mình phải viết được bản kế hoạch an toàn thực phẩm. Đối với nhà phân phối và bán lẻ thì chúng ta sẽ cần ít nhất là một hóa đơn mua hàng từ nhà sản xuất hoặc là nhà phân phối, và chúng ta sẽ cần hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì. Còn đối với nhà sản xuất và chủ thương hiệu thì chúng ta chỉ cần hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì thôi. Phía Amazon thì rất là khuyến khích các doanh nghiệp mình phải xây dựng được thương hiệu, và Amazon sẵn sàng cung cấp cho các anh chị mình những cái công cụ đặc biệt hơn để làm sao mà mình trở nên khác biệt trên Amazon. Ngoài ra, Amazon Việt Nam còn cho biết tỷ trọng tăng trưởng thị trường cho ngành bách hóa thực phẩm trực tuyến dự kiến tăng 12,5% trong năm 2021 và dự kiến sẽ bùng nổ tốc độ tăng trưởng tới 21,5% vào năm 2025 tại thị trường Hoa Kỳ. Doanh số bán ngành hàng bách hóa thực phẩm tại thị trường Hoa Kỳ dừng ở mức 34,42 tỷ USD vào năm ngoái và dự báo sẽ đạt 59,5 tỷ USD vào năm 2023. Có thể thấy, thông qua chương trình, các doanh nghiệp đã có cái nhìn cụ thể hơn về tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Mỹ, phương thức bán hàng trên Amazon cũng như cách đăng ký số FDA. Thời gian sắp tới, Cục Xúc Tiến Thương mại sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa ổn định sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Thưa quý vị, mới đây dự án T-Monitor đã đoạt giải quán quân của cuộc thi Startup Wheel 2021. Dự án được kỳ vọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà máy trong việc đảm bảo sức khỏe của người lao động, đồng thời phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau của người dùng nhằm phát huy tối đa năng lực của phần mềm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data. Trong 2 năm qua, dịch bệnh đã đẩy các doanh nghiệp, đặc biệt là Startup và SME, vào những thách thức chưa từng có. Do đó, năm nay Startup Wheel 2021 có thông điệp Change to Change, cơ hội lột xác và thay đổi trong đại dịch. Thông qua cuộc thi, các Startup đã có cơ hội kết nối trực tiếp với mentor, chuyên gia để học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác tiềm năng. Đồng thời, nhờ có những biến động, các doanh nghiệp Startup đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mô hình kinh doanh của mình để có nhiều sự thay đổi, sáng tạo nên những mô hình đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tôi sẵn sàng kết nối để các anh chị có thể tiếp tục làm việc với các bạn đã đạt giải trong Startup Wheel cũng như là các bạn tham gia chương trình để các bạn có thêm nhiều nguồn lực cho cái sự phát triển trong thời gian sắp tới. Và tôi cũng hy vọng là các bạn Startup tận dụng cơ hội nhiều nhất để có thể kết nối được với những quỹ đầu tư, với các anh chị mentor, với các cái tập đoàn lớn để các bạn có thêm nhiều nguồn lực. Sau gần 8 tháng tranh tài, vượt qua hàng ngàn đối thủ mạnh, T-Monitor đã xuất sắc trở thành quán quân của cuộc thi Startup Wheel 2021. T-Monitor được thành lập từ tháng 6 năm 2019, là hệ thống quan sát chất lượng không khí và xử lý khủng hoảng thời gian thực nhằm tạo nên bầu không khí trong lành cho cộng đồng bằng công nghệ AI và dữ liệu lớn Big Data.
Do đó, dự án được ban giám khảo đánh giá là sản phẩm mang tính đột phá và có sáng tạo cao. Giải nhì cuộc thi được trao cho dự án Bánh mì Má Hải và giải ba chung cuộc được trao cho dự án mang tên Heramo. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao các hạng mục giải thưởng phụ gồm dự án được yêu thích nhất, nữ founder xuất sắc nhất, dự án sáng tạo nhất thuộc về dự án Rostec xe tự hành dẫn đường chủ động, v.v. cho các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay. Chuyển sang một thông tin khác, theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 15 tháng 11 tại thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động khuyến mãi kích cầu tiêu dùng và kéo dài đến hết năm 2021. Trong chương trình lần này, tất cả các doanh nghiệp, thương nhân hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể đăng ký tham gia. Cụ thể, chương trình khuyến mãi tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến hết năm 2021 nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức mới tham gia hoạt động kinh doanh, mở rộng hệ thống phân phối sẵn có sau mùa dịch và tiếp tục tạo nền tảng nâng cao hiệu quả thương mại. Đây là dịp thúc đẩy tiêu dùng mua sắm cũng như giới thiệu chương trình kích cầu cùng người dân tiết kiệm chi tiêu qua những hoạt động khuyến mãi với hạn mức khuyến mãi tối đa. Để đáp ứng số lượng hàng hóa, Sở Công Thương thành phố sẽ phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành tăng cường hoạt động kết nối, cung cầu hàng hóa, vận động các doanh nghiệp địa phương khác cùng tham gia, cung cấp vận chuyển hàng hóa, dịch vụ, cùng tham gia chương trình khuyến mãi của thành phố. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả chống dịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Y tế ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID-19 đối với doanh nghiệp tham gia hội chợ khuyến mãi tổ chức trên địa bàn. Vừa qua, Cục An ninh Vận tải Mỹ TSA đã chính thức xác nhận Vietnam Airlines đáp ứng toàn bộ yêu cầu về bảo đảm an ninh để khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ, cụ thể là giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế San Francisco. Với sự kiện này, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên nhận được chấp thuận của TSA để thực hiện các chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ. Đây là một trong những điều kiện phức tạp và quan trọng nhất mà hãng hàng không nước ngoài cần đạt được để Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cấp phép bay thường lệ đến quốc gia này. Ngay sau khi đạt được điều kiện cuối cùng là giấy phép của FAA, Vietnam Airlines sẽ tổ chức thực hiện chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ. Theo kế hoạch được hãng đặt ra, chuyến bay lịch sử dự kiến sẽ cất cánh vào cuối tháng 11 này. Quý khán giả có thể theo dõi thêm thông tin về chuyến bay cũng như giá vé tại kênh hỗ trợ khách hàng của Vietnam Airlines. Được đánh giá có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Do đó, tỉnh Đắk Lắk ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Các dự án được triển khai đang góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và khai thác tiềm năng hiệu quả về kinh tế. Để tạo môi trường cũng như thu hút đầu tư vào địa phương trong lĩnh vực năng lượng sạch, thời gian qua Đắk Lắk đã có nhiều giải pháp để thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện gió, bước đầu đã có nhiều nhà đầu tư đăng ký. Sau 10 tháng thi công, nhà máy điện gió Ea Nam đặt tại các xã Ea Nam, Ea Khan và Đê Lê Giang, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư đã chính thức phát điện thương mại. Dự án có vốn đầu tư 16.500 tỷ đồng, công suất giai đoạn 1 là 400 MW. Đây là nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay, mỗi năm sẽ bổ sung khoảng 1,3 tỷ kWh vào nguồn điện quốc gia. Trung Nam đầu tư dự án đầu tiên trên tỉnh Đắk Lắk. Đến nay thì dự án đã hoàn thành 100% và đưa vào COD vận hành thương mại là ngày 31 tháng 10. Cũng phải đối với chính quyền địa phương thì ở đây phải nói rằng là cả một cái hệ thống chính trị từ tỉnh ủy, ủy ban, công an, chính quyền địa phương là rất là nhiệt tình ủng hộ cho dự án, tạo mọi cái điều kiện, không kể ngày lễ hay là thứ bảy chủ nhật, nếu như dự án mà vướng mắc cần chính quyền địa phương tháo gỡ thì các anh đều tạo điều kiện và họp để giải quyết cho dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, là một trong những lĩnh vực mà Đắk Lắk đã và đang chú trọng thu hút đầu tư. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, thuế, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân tái định cư, v.v. Từ đó đã có nhiều dự án được đầu tư và đi vào hoạt động hiệu quả. Nếu như năm 2020 là một cái năm bùng nổ về điện mặt trời,
với 10 cái dự án điện mặt trời núi lưới công suất khoảng 1.000 MW cùng với 5.367 cái hệ thống điện mặt trời mái nhà với cái công suất khoảng 650 MW. Thì đến năm 2021 này là cái năm mà phát triển các cái dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Cho đến nay thì đã có 2 cái dự án nhà máy điện gió đi vào vận hành thương mại. Đến nay, Đắk Lắk đã quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án điện gió với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, chiếm 99% tổng vốn đầu tư của các dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk trong năm 2021. Hiện nay đã có 2 dự án đi vào hoạt động với công suất 412 MW, hàng năm bổ sung cho nguồn điện quốc gia khoảng 1 tỷ 340 triệu kWh, chiếm 30% diện tích đất quy hoạch để phát triển điện gió. Ea Hờ Leo là địa phương có diện tích đất lớn nhất của Đắk Lắk về phát triển điện gió. Khi các dự án điện gió đi vào hoạt động, có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, có phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của mình trong thời gian tới. Cụm từ đổi mới sáng tạo mặc dù không còn xa lạ trong những năm gần đây, tuy nhiên cụm từ này sẽ luôn là từ khóa quan trọng không thể bỏ qua trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước và thế giới. Bởi một vấn đề đặt ra là nếu như các nhà khởi nghiệp chỉ đưa ra các mô hình không có tính đột phá thì có thể thành công được hay không, khả năng thu hồi vốn như thế nào? Câu chuyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang ở giai đoạn nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo đánh giá của Weibo, năm 2021, chỉ số đổi mới sáng tạo GII của Việt Nam có kết quả nổi bật về trình độ phát triển của thị trường. Xếp hạng 22, tăng 12 bậc từ vị trí 34 năm 2020, thứ hạng cao nhất từ trước tới nay của Việt Nam đối với trụ cột này. Đây cũng là trụ cột có thứ hạng cao nhất trong 7 trụ cột của GII. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có những bước tiến như thế nào? Có thể nói, để có được diện mạo tươi sáng trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thời điểm hiện tại, những năm qua Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã nhận thức rõ được vai trò của đổi mới sáng tạo trong quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên thị trường, nhất là việc tạo ra những thay đổi khác biệt của sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Sự thay đổi này là cả một quá trình chủ động học hỏi, nghiên cứu để đưa ra ý tưởng mới của các doanh nghiệp, của những bạn trẻ muốn khởi nghiệp và không thể thiếu sự khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp. Tất cả góp phần xây dựng nền tảng và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, ở góc độ quản lý nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như chương trình hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Incubate. Đây là một trong những chương trình nhằm tạo điều kiện ươm tạo thêm nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp xã hội có khả năng giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Chương trình Incubate hỗ trợ đến 30% kinh phí thực hiện thông qua các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh ở các cơ sở ươm tạo, trường đại học, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khoa học công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh Incubate, để nâng cao năng lực cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ cũng ban hành chương trình hỗ trợ huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Inspire. Chương trình Inspire sẽ hỗ trợ đến 30% kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200 triệu đồng cho những nội dung như dịch vụ thuê ngoài, thù lao chuyên gia hoặc báo cáo viên hoặc cố vấn hoặc ban giám khảo. Các nội dung này phải gắn kết với hoạt động huấn luyện phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, kỹ năng khai thác tài sản trí tuệ, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu và thử nghiệm thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh khởi nghiệp, kỹ năng gọi vốn và các nội dung khác có liên quan. Tính đến thời điểm cuối năm 2020, thành phố có trên 3.000 cá nhân nhóm khởi nghiệp được huấn luyện kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về phát triển ý tưởng và đánh giá sản phẩm khởi nghiệp. Hơn 280 giảng viên cán bộ các trường đại học đơn vị được trang bị kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trên 90.600 lượt cán bộ quản lý và gần 17.300 doanh nghiệp, 160 cố vấn khởi nghiệp được đào tạo và nâng cao năng lực và hơn 200 mentor được kết nối từ các mạng lưới quốc tế nhằm tư vấn, huấn luyện, hoàn thiện mô hình kinh doanh, định hướng thị trường cho sản phẩm, cung cấp vốn đầu tư cá nhân cho các dự án có tiềm năng.
thể nói bên cạnh các chương trình chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, chương trình hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Speedup là một trong những chương trình có sức hút đặc biệt đối với giới startup, bởi Speedup sẽ hỗ trợ nội dung như công lao động, thuê chuyên gia, dịch vụ thuê ngoài, nguyên vật liệu cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các tổ chức ươm tạo với mức hỗ trợ tối đa lên đến 2 tỷ đồng một dự án. Thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng, Speedup cũng ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia đồng đầu tư từ nhà đầu tư khác theo tỷ lệ 1:1. Năm 2020, Speedup đã tuyển chọn hỗ trợ cho 40 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ của nhà nước là 25,3 tỷ đồng, kinh phí đối ứng từ các quỹ đầu tư là 10,3 tỷ đồng. Nhiều dự án khởi nghiệp được hỗ trợ thông qua các chương trình đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư hoặc nhà đầu tư thiên thần với định giá tăng từ 1,5 đến 1,8 lần so với định giá trước khi nhận được hỗ trợ. Tiêu biểu như dự án Teamup được một quỹ đầu tư mua lại với định giá là 15 tỷ đồng, dự án Schoolbus đã gọi vốn thành công cho giai đoạn tiếp theo là 1,8 tỷ đồng, dự án 689 Cloud đã gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư thiên thần cho giai đoạn tiếp theo với số vốn 100.000 đô la Mỹ. Để tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Đề án đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45-50%, đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Đề án tập trung vào hai nhóm đối tượng, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo startup. Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch công nghệ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời phát triển hệ thống thu thập và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ở giai đoạn đầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo như phát triển ý tưởng thành sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm, ươm tạo, thử nghiệm sản phẩm với thị trường, gần như không có nguồn lực tư nhân nào tham gia. Đây cũng là giai đoạn thất bại nhiều nhất của các doanh nghiệp này, do đó nhà nước đóng vai trò hỗ trợ chính thông qua các tổ chức hỗ trợ và ươm tạo. Đề án được triển khai nhằm xây dựng nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố. Hiện Sở Khoa học Công nghệ đang chủ trì thực hiện một số dự án như hình thành mạng lưới trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch công nghệ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ. Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường hợp tác quốc tế thông qua mô hình hợp tác với Israel, giúp cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực doanh nghiệp. Công viên phần mềm Quang Trung phối hợp với các đối tác hỗ trợ các startup Việt tăng tốc khởi nghiệp tại Hoa Kỳ và nhiều chương trình khác nhằm tạo nguồn lực mới, kết nối với cộng đồng thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay, và để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào fanpage hoặc kênh YouTube Câu Chuyện Kinh doanh. Còn bây giờ Hiếu Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, cũng được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh HTV9.